Chào các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 300 đồng token Iron Lily. Một số thông tin về đồng token này, sự token phát hành là 1 tỷ 900 và đã có 367 tài khoản holder, đã phát sinh 835 đơn giao dịch. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim.net này, link truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sẽ check contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví Chuler Wallet của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token này vào ví giúp mình. Ký hiệu token IronLily. Số token là 4 nha. Rồi, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token nhé. Sau khi đã thêm một địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claim.net nhé. Tìm từ bước 2, nhấp vào cái link rút gọn đây để nhận token. Rồi, các bạn cần nhấp vào đây claim.net. Rồi, dẫn xuống phần bên dưới này, chương trình airdrop đã sẽ kết thúc vào 55 ngày nữa. Bạn có điều kiện thì các bạn có thể bỏ số vốn nhỏ là 0.02 BTB mua đồng token này để hold tích trữ lâu dài nhé. Các bạn cần làm, các bạn nhấp vào đây claim airdrop. Rồi, nó yêu cầu với kết nối ví ví thì các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối nhé. Ký ga là 0.000553 BTB, các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi, giao dịch đang được xử lý. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website claim.net để cập nhật những dự án miễn phí thưởng phần thưởng token mới nhất trên nền mạng Binance Blockchain nhé. Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch tiền điện tử, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh. Trên đây còn có nhiều sàn, các bạn có thể vào đây đăng ký nhé. Bạn lưu ý cột bên cánh phải là những dự án Android đặc biệt sắp kết thúc và những ngày gần nhất. Các bạn vào đây già lại xem bạn dự án nào bạn chưa tham gia thì cố gắng tham gia nhé. Rồi, đây mình đã hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 300 đồng token Iron Lily. Bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.